Xin chào tất cả các bạn ha. Đôi khi có những cặp vợ chồng họ yêu nhau không phải chỉ là trong một quốc gia mà họ vượt qua nửa dòng trái đất để họ yêu nhau. Vì một cái cơ may nào đó, vì một cái cơ duyên nào đó, vì một cái thời điểm nào đó, vô tình họ tìm hiểu nhau, họ biết nhau, họ gặp nhau và họ đến với nhau. Và từ đó họ sẽ trở thành vợ chồng. Trong một video mình có chia sẻ các bạn là tại sao họ không về Việt Nam để chung sống, khỏi cần phải chờ đợi, khỏi cần phải chứng minh, vân vân, mà phải đi nước ngoài. Là bởi vì họ nghĩ là nước ngoài, cái quốc gia đó cho họ nhiều thứ hơn hiện tại những gì họ đang có. Môi trường, thức ăn, tương lai cho con cái sau này và những điều khác nữa, vân vân. Và cái quốc gia chấp nhận một người ở Việt Nam qua, cho phép cái người nam hoặc người nữ tại quốc gia này, thí dụ mình đang nói là Mỹ hoặc là Anh, Pháp, Đức, vân vân, những quốc gia này cho phép cái người phụ nữ hoặc người đàn ông được phép đi về Việt Nam để mà đám cưới, rồi sau đó bảo lãnh cái người phối ngẫu của mình đi qua nước ngoài sinh sống, đi qua nước của họ sinh sống. Họ cho phép cái điều này. Và trước khi cho phép thì họ phải xét cái visa rất là kỹ, nhiều yếu tố để quyết định có cấp cái visa hay không. Bởi vì họ tránh cái trường hợp không phải là yêu nhau thật sự. Và nếu như đây là một cái tình yêu thực sự, chứng minh được đây là một cái tình yêu thực sự, thì cái quốc gia này, thí dụ như Úc, Anh, Pháp, Mỹ, vân vân, cái quốc gia này sẵn sàng cấp một cái visa. Ở đây mình xin nhấn mạnh một điều, cấp visa này để chứng tỏ điều gì, để nói lên điều gì? Nói lên là cái tính chất nhân đạo của cái quốc gia này. Đi về Việt Nam thì không cần phải xin visa, bởi vì người Việt Nam đi về Việt Nam sống với nhau thì đã là gốc gác Việt Nam rồi thì không cần phải xin. Hoặc là xin về Việt Nam ở thì rất không có mất nhiều cái chứng minh và rắc rối. Nhưng ngược lại phải đi nước ngoài sinh sống là bởi vì có những cái điều kiện thuận lợi. Và khi cái quốc gia này cấp cái visa là chứng tỏ cái sự nhân đạo của cái quốc gia này dành cho cặp vợ chồng đó. Bởi vì họ tôn trọng cái hạnh phúc của cặp vợ chồng đó. Cho nên họ mới cấp cái visa để mà cặp vợ chồng đó có cái cuộc sống sau này, tương lai sau này hạnh phúc hơn với cái tình yêu thực sự của hai người. Cái câu chuyện của người đàn ông 48 tuổi sau khi qua Úc được 6 ngày, lên xe lái không có bằng lái và đã đụng đứa trẻ 8 tuổi cho tới bây giờ thì đang nằm bệnh viện. Cái người này được chính phủ Úc nhìn vô thấy là có cái tình yêu với người phụ nữ này, cho nên họ mới cấp cái visa để hai vợ chồng này có cái sự gặp mặt nhau, yêu thương nhau và sống chung với nhau. Đây là cái tính chất nhân đạo của chính phủ Úc dành cho cái cặp vợ chồng này. Nhưng mà sao? Chỉ vỏn vẹn có 6 ngày mà cái người này làm xảy ra một cái tai nạn thương tâm tới một em bé 8 tuổi. Ở đây, ở nước ngoài các bạn nên nhớ, con nít và phụ nữ luôn luôn được quyền ưu tiên. Đã nhân đạo cho anh có cái cuộc sống vợ chồng. Nhưng ngược lại, nước Úc không đòi hỏi anh cần phải làm nhiều gì cả, mà chỉ tôn trọng cái quốc gia mà người ta cho anh tới mà thôi. Cái tôn trọng ở đây không phải là mình mang ơn. Cái tôn trọng ở đây gọi là tôn trọng cái luật pháp của cái quốc gia mà cho anh tới. Thí dụ như tới Úc, anh tôn trọng là tôn trọng cái luật pháp khi người ta có cái sự nhân đạo cho anh có cái cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ cần anh tôn trọng cái luật pháp của quốc gia đó thôi, chứ cái quốc gia đó không có đòi hỏi hay yêu cầu anh bất cứ điều gì cả. Thí dụ anh ở nhà, anh có tiền ở bên Việt Nam, anh qua anh sống ở nước ngoài cũng được, anh không đi làm, không đóng thuế gì cũng được, không sao, không ai nói gì cả, không ai làm anh bất kỳ cái điều gì cả. Nhưng người ta chỉ yêu cầu là anh tôn trọng cái luật pháp mà cái quốc gia anh đã tới, đã ở
và muốn xin tới. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái người này thì như thế nào? Mình không biết ở Việt Nam người này như thế nào cả. Giàu có, nghèo khổ, vân vân và vân vân, mình không biết và cũng không cần quan tâm. Nhưng ở đây là gì? Anh ta phủi cái mà chính phủ Úc cho anh ta được đoàn tụ với gia đình bằng cách là không tôn trọng luật pháp. Bây giờ mình bỏ qua cái yếu tố của người vợ đi. Ở đây á, là sự quyết định của anh ta khi cái người này cầm cái chìa khóa. Rõ ràng anh ta biết mình là không có bằng lái xe. Rõ ràng anh ta biết mình là không biết lái xe. Rõ ràng anh ta biết mình là khi lên ngồi chiếc xe là sẽ phạm luật ở Úc. Rõ ràng anh ta biết rằng khi anh ta lái một chiếc xe là có thể xảy ra tai nạn. Anh ta vẫn quyết định mở cầm cái chìa khóa xe, mở cửa xe, lên xe và rô máy và chạy. Rõ ràng anh ta biết những điều đó. Vậy thì ở đây là gì? Cái đó là khi anh ta đụng tới một đứa trẻ 8 tuổi và xảy ra cái tai nạn, thì đây là cái gì? Đây gọi là cái số phận. Số phận xảy ra cho chính bản thân mình là do tất cả những cái gì mình làm trong quá khứ, hiện tại, và mình sẽ hưởng cái điều đó trong cái tương lai. Số phận tốt hay số phận xấu do chính bản thân của mình thôi. Duyên phận thì anh tới với người vợ của mình. Anh có cái người vợ của mình. Hai người xa ở hai cái quốc gia khác nhau, vô tình gặp nhau. Nhưng khi sự việc này xảy ra thì đó là cái số phận của cái anh này phải chấp nhận. Và cái người liên quan tới cái sự việc này đó chính là cái người vợ. Cũng bị liên quan. Chứ không phải là không liên quan đâu. Cũng bị liên quan. Bởi vì người này là người vợ chính thức của cái anh này. Bây giờ bỏ cũng không bỏ được. Làm cái gì cũng không làm được cả. Vợ chồng rồi. Cho nên á, là khi cái người này á, mà bị bắt, bị đưa ra tòa, điều ở trong tù đó là điều chắc chắn và đương nhiên. Thời gian bao lâu thì không biết. Nhưng mà tù tội là chắc chắn có. Cho nên chính vì vậy mình có hai cái video vừa mới ra. Mình biết cái người này ít nhiều cũng sẽ xem những cái thông tin trên mạng xã hội để xem là cái trường hợp của mình, thứ nhất là việc cộng đồng người Việt ở Úc có xem cái tin tức này hay không, và thứ hai là người Việt ở Việt Nam có xem những cái tin tức này không khi mà cái sự việc xảy ra và báo chí trong nước đưa tin. Và mình nghĩ rằng là ít nhiều cái người này cũng đã xem những cái video mà những người trên mạng, trên cộng đồng rồi. Cái người này cũng đã xem cái video của mình. Chính vì vậy mình làm ra hai cái video nói về thức ăn của tù nhân và nơi ở của tù nhân ở Úc như thế nào. Cái chủ yếu của hai cái video này, thứ nhất là mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn biết là về khi một người phạm tội thì người ta sẽ ăn uống như thế nào ở Úc, hoặc là người ta bị tù như thế nào, cái chế độ ăn uống như thế nào, để cho cái người này ít nhiều khi mà họ xem hai cái video đó thì sẽ hiểu được. Cho dù anh là một người phạm tội thì chính phủ Úc vẫn chăm sóc người tù nhân chu đáo, cho ăn có những cái chức ăn dinh dưỡng. Chính phủ muốn cải huấn họ để sau hết cái thời gian bị tù thì sẽ trở thành một cái con người cống hiến cho xã hội, chứ không phải chính phủ Úc ghét bỏ những tù nhân. Nếu ghét bỏ, các bạn thấy là không thể nào có một cái nơi ở mà các bạn thấy nó tốt như vậy. Và cũng như là cho những tù nhân ăn có cái chế độ dinh dưỡng đúng theo tiêu chuẩn của chính phủ. Nếu mà ghét bỏ thì không có cái điều này. Mình muốn làm hai video đó ít nhiều cũng để cho cái người này hiểu. Ở đây không phải như là cái quốc gia Việt Nam như những gì anh đã từng sống và suy nghĩ. Cái suy nghĩ của cái anh này là gì? Cái suy nghĩ của anh này là đụng xe bỏ chạy, đó là cái biện pháp tốt nhất. Có những người chia sẻ là chẳng những bỏ chạy rồi, anh ta vô nhà thay đồ ra rồi người ta kêu ra nói không phải là mình,
có những người chia sẻ như vậy, nhưng mình không có thấy thông tin đó cho nên mình không có nói về cái điều này. Nhưng ở đây đụng xe bỏ chạy là nghĩ rằng là đây là cái biện pháp tốt nhất trong cái lúc sợ hãi, nhưng nó khác ngược hoàn toàn so với những cái gì mà anh suy nghĩ, như những cái gì mà anh, cái người đó ở Việt Nam. Không phải ở Việt Nam đụng xe như thế nào mình không biết. Ít ra là khi cái người này bước chân ở Úc thì phải tìm hiểu cái quốc gia mà mình đã tới và sẽ sinh sống, có cái tương lai sau này. Mình phải tìm hiểu cái điều đó, chứ không phải nghĩ rằng mình có thể biết tất cả mọi thứ để mình có thể làm. Ở Việt Nam như thế nào thì mình không cần biết, mình không cần quan tâm. Có thể suy nghĩ rằng là làm bất cứ điều gì cũng được, hoặc là có tiền hay là như thế nào đó làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng mà khi qua một cái quốc gia này thì ít nhiều cái người thanh niên này phải, cái người đàn ông này phải tìm hiểu luật pháp, con người, cách sống, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ phải tìm hiểu và học hỏi. Chứ không phải coi như là đây là cái chuyện hiển nhiên. Hiển nhiên ở đây là gì? Tôi yêu cái người này, cái người này bảo lãnh tôi thì hiển nhiên là tôi sẽ được qua Úc sống. Và cái chuyện mà tôi lái xe là cái chuyện trước sớm muộn thôi. Tôi hiển nhiên tôi có thể, tôi có xe, tôi có lên, có quyền lên cái xe, tôi có chìa khóa, tôi có quyền tôi lên cái xe tôi lái thôi. Đó là chuyện hiển nhiên. Và cho rằng có thể có những cái sự việc, có thể là đây nó giống như Việt Nam vậy. Trường hợp là đụng xe bỏ chạy. Cho nên chính vì vậy có những cái hành động mà cứ nghĩ là hiển nhiên như ở Việt Nam. Cho nên chính vì cái điều này người ta lên án rất là nhiều. Và mình biết chắc cái người này ít nhiều cũng đã coi những cái thông tin trên mạng để xem cộng đồng người Việt Nam suy nghĩ gì, và để xem người Việt Nam suy nghĩ gì và nói gì. Tất nhiên là sẽ ở tù, điều đó là điều đương nhiên. Bao lâu thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ ở tù. Bây giờ mình hỏi các bạn. Đụng một đứa con nít một đêm mổ hai lần và sẽ trị mấy tháng trong nhà thương, và nó phải có cái sự phục hồi rất là lâu. Không biết là sau này nó có như một trở lại bình thường hay không, hay là bị những cái này cái kia không biết. Nhưng mà mình nghĩ là cái người này sẽ đền bù rất là nhiều tiền. Thứ nhất, một giờ của bác sĩ không có rẻ, mà một ekip mổ càng không rẻ. Và mổ không phải một tiếng, có thể hai tiếng. Một group, một ekip có thể là ba hoặc bốn người. Hai lần là bao nhiêu tiền? Một giờ của bác sĩ là bao nhiêu tiền? Một group là bao nhiêu tiền? Và hai lần là bao nhiêu tiền? Nằm bệnh viện một ngày là bao nhiêu tiền? Một vỉ thuốc, một ống chích là bao nhiêu tiền? Một cái băng quấn là bao nhiêu tiền? Một chai nước nước biển là bao nhiêu tiền? Một mũi thuốc vô là bao nhiêu tiền? Tất cả đều là tiền hết. Và không có phải là rẻ. Không có phải là rẻ. Úc xài là những cái đồ mà gọi là chất lượng không à, không có rẻ. Có một bạn hỏi thăm mình là cái em bé bị đụng này, nếu xét ra thì chính phủ Úc phải miễn phí tiền viện phí, nhưng mà sao lại lập một cái trang để mà quyên góp tiền để mà trả tiền viện phí. Đại khái là cái bạn đó hỏi mình như vậy, thì tất nhiên là bạn đó cũng thắc mắc. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ luôn, có những cái trường hợp như thế này. Cái tiền mà để trả cho bác sĩ, chi phí cho bác sĩ, chi phí y tế là đâu? Từ đâu? Từ cái tiền thuế của người dân. Thì lấy cái tiền này phục vụ cho người dân, chứ không phải phục vụ cho người dân nước lã. Không phải phục vụ cho người dân nước lã, chỉ phục vụ cho chính người dân. Cái người em bé này là xảy ra tai nạn, thì tất nhiên cái người mà gây tai nạn sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho cái em bé này. Chính phủ chỉ một phần nào đó
trong cái hỗ trợ về tai nạn mà cái em bé này có liên quan chỉ một phần nào đó thôi, chứ không phải là tất cả, chứ không phải tất cả. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trong cái trường hợp các bạn thấy là cha mẹ của cái em bé này và bản thân em bé này không phải là người Úc mà là một người di dân, là người chùm đầu á, là người di dân, mình không biết được cái em bé này hoặc người mẹ hoặc người cha của em bé này có thường trú dân hay chưa. Trường hợp chưa có thường trú dân thì sao? Thì tất cả mọi chi phí đều phải tự trả. Trường hợp chưa phải là thường trú dân hoặc chưa phải là công dân Úc thì tất cả chi phí đều phải tự trả. Ở đây khi mà đụng tai nạn xảy ra thì ambulance nó tới, nó xúc đi vô cho bệnh viện liền, nó chở vô bệnh viện liền, cứu trước cái đã, cứu trước cái đã, rồi cái chuyện tiền bạc bắt đầu tính sau. Và bây giờ cái người này chắc chắn là phải trả những cái chi phí viện phí cho cái em bé 8 tuổi này rồi, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta cũng không biết được hiện tại có đưa tiền cho cái người này để mà trị bệnh em bé hay chưa, hay là phải đợi tòa phán xét ở bồi thường bao nhiêu tiền. Thí dụ như bồi thường 1 triệu, 2 triệu thì lúc đó những người này mới trả từ từ thì sao, còn bây giờ thì chưa có. Vậy thì cái người nhà của em bé này trong cái thời điểm cần tiền, nếu như không phải là thường trú dân thì phải có tiền để trả viện phí. Thí dụ như bây giờ bác sĩ cứu, không phải như Việt Nam, vô bệnh viện để nằm đó, xuống đóng viện phí 10 triệu trước, 20 triệu trước đi, thí dụ vậy. Còn ở đây khác, họ cứu trước cái đã, họ mổ xong cái đã, rồi sau đó lên trên vô cái phòng đặc biệt để chăm sóc 2 ngày, thì họ gửi ra những cái bill. Thí dụ như cho em bé này uống thuốc, tên này tên kia, rồi đưa đúng là tên, đúng ngày tháng năm sinh, chích cái mũi thuốc này, vô cái ống này, rồi tất cả trong ngày hôm đó cái thuốc men là cái gì, đưa cho cái người mẹ coi và ký vô. Thì một ngày đó tổng cái số thuốc của em bé này xài bao nhiêu tiền thì người mẹ ký vô. Thì bây giờ 2 ngày, ok, xuống đóng tiền 2 ngày, thì người ta phải có một cái số tiền để người ta trả những cái viện phí cho con của mình lúc đó trước. Còn cái người thanh niên này có trong cái thời điểm hiện tại có đi tới hỗ trợ tiền hay không thì điều đó chúng ta không biết, thực sự không biết, báo chí không đưa tin, hay là đợi khi tòa phán quyết đền bù bao nhiêu tiền thì lúc đó mới trả từ từ, hay là bán nhà trả như thế nào đó thì không biết. Cho nên cái người ta hiện tại người ta lo cho người ta mà người ta không đủ tiền, mà người mẹ phải nghỉ ở nhà để lo chăm sóc cho con thì người ta phải cần tiền. Cho nên chính vì vậy người ta phải có một cái trang web lập ra để mà kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Thì đó là như vậy. Thì đó là như vậy. Và mình nghĩ cái người này, tiền viện phí, tiền giờ của bác sĩ một rúp, rồi tiền trị bệnh mấy tháng, rồi sau khi lành rồi phải phục hồi lại sức khỏe hay là như thế nào đó, tiếp tục mấy tháng nữa. Rồi sau đó là 4 chiếc xe phải đền. Bảo hiểm không có chịu, bảo hiểm không có đền với cái vụ này. Bởi vì anh là một người lái xe không có bằng lái, bảo hiểm không có chấp nhận, cho nên anh phải đền luôn cả 4 chiếc xe. Mình không biết là cái số tiền sẽ là bao nhiêu, mình nghĩ chắc cũng kinh khủng lắm chứ không phải là ít đâu, phải có triệu chứ không phải đơn giản. Cho nên duyên phận của người phụ nữ này đã gắn kết với người đàn ông này rồi, nhưng cái số phận của người phụ nữ này phải chịu chung với người đàn ông này. Và tất cả mọi cái quyết định, cái hành động của cái người này, đó chính là số phận của cái người này, phải chấp nhận những cái điều này và phải chịu những cái điều này với mọi cái quyết định của chính cá nhân của mình. Và liên đới tới cái người vợ, người vợ là có duyên với cái người này và cùng chịu chung cái số phận với cái người này để mà trả những cái số tiền. Và sau khi ở tù rồi, theo cái sự suy nghĩ của mình chắc chắn cái người này cũng sẽ bị trục xuất đi về Việt Nam, chắc chắn. Và bây giờ các bạn cứ nghĩ đi, người này lên mạng coi thì sẽ biết được là cộng đồng Việt Nam ở Úc, cộng đồng Việt Nam thế giới, người Việt ở Việt Nam rất là phẫn nộ khi mà hay tin và biết cái sự việc này. Họ rất là phẫn nộ.
Vậy thì tương lai của cái người này về sau, nếu trường hợp ở Úc đi làm có được không? Đi làm xin, nếu một người nào đó biết cái việc này, họ làm chủ, họ có chấp nhận cho khách này đi vô làm hay không? Khi họ đã biết cái sự việc, họ rất là bực bội, họ rất là khó chịu, họ có cho cái người này vô làm hay không? Và khi cái người này đi làm chung một cái hãng tay đi, có những người Việt làm trong đó, thì cái người Việt ở chung, làm chung đó, có ghét bỏ cái người này không? Và có làm được lâu dài hay không? Và rất là khó sống chung với những cái cộng đồng của người Việt Nam ở đây. Đây là mình nói cái trường hợp được ở lại nha. Còn nếu cái trường hợp không được ở lại, đi về Việt Nam, điều đó là có thể xảy ra. Mà mình nghĩ là chắc chắn có thể xảy ra. Thì cái người này đi về Việt Nam, những người Việt Nam nếu mà hay được những cái câu chuyện này và biết được câu chuyện này, họ có như thế nào với cái người này không? Tương lai rất là mịt mù. Đó là cái số phận của mọi hành động mà anh ta nghĩ rằng nước Úc có thể giống như Việt Nam. Có thể lên lái xe mà không cần bằng lái. Có thể ta đây có thể quyết, có thể chạy được và làm được tất cả mọi thứ giống như Việt Nam. Đụng xe rồi mấy chục triệu là chuyện nhỏ. Có thể nghĩ như vậy. Và khi lên lái xe có thể làm được. Và khi đụng con nít rồi bỏ chạy là chuyện bình thường. Cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng nó không bình thường như những gì mình nghĩ. Và cái người vợ là cái người bị liên đới trách nhiệm tới chung với cái người chồng để mà cùng gánh luôn cái hậu quả. Cho nên các bạn thấy là khi mà cái người vợ đi ra chung người chồng, mình biết, mình nhìn cái đoạn video clip đó, mình hiểu được cái tâm trạng gọi là bẻ bàng, một cái tâm trạng là chán nản, một cái tâm trạng mệt mỏi, khóc mà lúc đó không ra nước mắt, khóc không ra nước mắt, chỉ có cay đắng và chấp nhận những cái điều này nó đã xảy ra rồi mà thôi, chứ không còn nước mắt để mà khóc nữa. Có thể về nhà lúc đó thì cái người phụ nữ này bao nhiêu những cái nỗi không, thì chỉ có ngồi trong phòng mà khóc thôi. Còn người đàn ông này, các bạn thấy không? Mình thấy cái khuôn mặt cũng rất là gọi là không có một nếu mà nói không có gì thì không đúng, nhưng mà nó sao sao á, nó không phải là một cái gì nó gọi là biết là nó đã xảy ra rồi đó, nhưng mà nghĩ nó không có đến nỗi ghê gớm như vậy. Theo cái sự suy nghĩ của mình là nhìn cái khuôn mặt thì nghĩ là không có nỗi ghê gớm như vậy đó. Thì tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ các bạn trong video clip này là mình nghĩ là cái người này sẽ rất khó sống khi nếu ở tù, và sau khi ra tù là rất khó sống ở Úc, và nếu về Việt Nam cũng sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối so với những cái người mà họ biết cái câu chuyện này và biết được cái sự việc này. Cho nên duyên phận nó có đem lại cái kết quả tốt đẹp hay không là do chính cái số phận của cái người mà mình chọn lựa, mình đặt cái niềm tin, mình đặt cái tình yêu, là cái người này nó có thực sự đem lại cái hạnh phúc cho bản thân mình hay không. Đôi khi cái điều đó chúng ta không thể nào biết trước được cái tương lai. Nhưng mà bản chất của con người, bản chất của một người, sau khi sống chung với nhau thì mới hiểu được cái người này nó như thế nào. Còn lúc quen nhau, yêu nhau thì mình chưa hiểu được, mình chưa thấy rõ được. Nhưng mà khi bắt đầu sống chung với nhau thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì mà chính cái người này, bản chất của người này sẽ cho chúng ta thấy theo cái thời gian. Mà mình nghĩ là với cặp vợ chồng này, thời gian 6 ngày nó quá ngắn, rất là ngắn. Rồi, cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn các bạn trong video tới của mình nha. Bye bye.